Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần cho công nhân, người lao động yên tâm thực hiện cách ly, chiều qua 3 tháng 11, Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức trao tặng 529 suất quà cho công nhân, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trong In Intech Việt Nam tại xã Long Tân, nơi đang thực hiện phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Mỗi suất quà trao tặng công nhân công ty Trong In Intech Việt Nam đang thực hiện cách ly phong tỏa trị giá 200.000 đồng, gồm sữa, bánh, nước sát khuẩn và khẩu trang y tế. Tổng kinh phí quà tặng gần 106 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí phân bổ của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần công nhân, người lao động yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhất là thống kê là tình hình công nhân lao động trong công ty. Căn cứ trên như thế thì Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện kịp thời hỗ trợ các nhu cầu và hạn thiết yếu, cụ thể là 529 phần cho những công nhân lao động đang cách ly tập trung tại công ty. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trong In Intech Việt Nam, xã Long Tân, đến nay huyện Đất Đỏ đã ghi nhận 47 ca bệnh, trong đó có 33 trường hợp là công nhân, một chuyên gia, 13 trường hợp là người nhà của công nhân. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Trong In Intech Việt Nam đang phong tỏa cách ly tập trung 441 công nhân. Những ngày qua, công đoàn cơ sở công ty đã phối hợp với ban giám đốc công ty đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho các công nhân đang thực hiện cách ly tại đây. Bên ban công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc của công ty là tạo điều kiện cho người lao động ở tại công ty về ví dụ mùng màn gối chiếu được trải dưới bởi trong xưởng và có khoảng cách an toàn, cũng như là ăn uống là phải tạo một khoảng cách về vị trí nào đến vị trí nào để cho hợp lý, để giãn cách bớt được cái tình trạng mà F0 xảy ra công ty. Nói chung là công ty cũng lo cho ăn uống, mùng mền gối cũng đầy đủ, không có thiếu cái gì. Cũng 2 ngày test một lần, 2 ngày test một lần. Người ta cũng nhắc nhở cho mình đeo khẩu trang, cái thứ khoảng cách ra, không có được tập trung. Nhận định ổ dịch tại công ty Trong In Intech Việt Nam là ổ dịch tương đối phức tạp do lao động đang làm tại công ty hơn 800 người nên khả năng lây nhiễm rất cao. Vì vậy, ngay khi phát hiện ổ dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ đã chỉ đạo đội phản ứng nhanh phối hợp với các địa phương, công ty tiến hành khoanh vùng, điều tra dịch tễ truy vết, thực hiện xét nghiệm, cách ly thần tốc, kịp thời bóc tách F0. Nhờ đó đến nay, ổ dịch này đã cơ bản được kiểm soát.